Đây nha các bạn, ảnh bây giờ ảnh đang kéo lên nha các bạn. Con mình wow. Ôi ôi. Đó, các bạn. Quá trời luôn các bạn. Giờ đi ra gỡ cá nha các bạn. Cái này ngon hơn cái này hả? Cá to đó, đừng có to, cá bự nhiều. Hai con này to. Em từng thường anh Chủ Nhật lên ra đây hả? Wow. Trời, cái này trời nó đông lắm. Đông ngừ hả? Đông lắm đồng. Cá ít kìa. Khi rồi đi tới 10 giờ 11 giờ đi về nó kêu rồi. Chứ này mà mùa nắng này ha, chứ mùa mưa xuống rồi. Ủa nắng nó mới ở dọn ở đây chứ. Xuống kinh rồi cái giờ trắng ít quá. Dạ. Dữ lắm nó nổi giấc sáng là anh quay nó nổi đập cái kinh như mình nuôi trong hành vậy đó. Đi ra vậy đó, sáng cúc đằng kia chỗ nhà cứ chị này cái gì. Trời ơi nó nổi quá trời cho nó trà. Trà. Trà quá. Trà bắt có mấy con mà gấp hết. Nữa. Nó bắt cũng dễ lắm, có cái ông kia kìa. Cái hầm cá cha con ta đây nè. Cái ông hỏi vô xin cầu cái cô Phi, cô Đồng luôn nè. Người ta dẫn cho, người ta cũng đàng hoàng chứ phải ấy đâu. Yeah. Câu dính cái cha không thả xuống. Lầm luôn. Nó đặt cái máy camera đang cá dưỡng cái đó. À. Rồi thấy cái ra nó kêu thả xuống nó mà không cho vô nữa. À. Chứ là có ai biết nó đâu có khó khăn. Ta chăn nuôi rồi người ta cũng biết mà, ta biết chuyện. Thấy anh em đi bắt cá người ta cho vô bắt mà bắt gì. Lấy lụm cái bao nó bỏ cái vô. Nó câu chừng máy nó thấy nó đi ra. Đây có camera nữa nghe các bạn. Camera là hai ban đầu. Đây, ngay nó ngay giữa cái nè. Cá nó to này. chỉ cần 2 chài thôi, 2 chài là nửa thùng cá rồi. Cái chà này cũng nhiều lắm bây giờ dạt vô 3 chà với mé hết rồi. Yeah. Giờ em thả thêm tiếp chài nữa nghe các bạn. Vẫn như cũ nha bạn, ảnh xuống thả cái ảnh tắp dây giường, tắp dây giường cho cá nó đừng chạy ra, tắp dây giường cho cá đừng chạy ra nha các bạn. Tắp dưới giường cho cá nó đừng có chạy ra. Để mình tạm dừng các bạn, để anh kéo lên mình quay các bạn tiếp xem các bạn. Để đây người ta không có cho vô các bạn ơi. Chúng đang kéo lên. Chài này ít hả? Chài này ít rồi các bạn. Chài này ít rồi các bạn. Đâu có ngâm đâu. Đứng giọt thôi. Chết lên trên cội. Trứng vịt nữa nghe bạn, trứng vịt này mắc nước rồi nghe bạn, nước bị chua. Cái này được có một con cá này to này các bạn. Trồng ra chỗ dịch này, trẻ mà, quá trời nuôi. Mấy bên đó nó hay gì vậy? Đó, như nó là đằng kia nữa đó. Là khu vực này luôn hả? Ừ. Mấy nhà này. Ồ. Quá trời nuôi. Trời ơi, đắng ra, em mong ở đằng khúc cây cầu đó nữa. Ờ, bên không, với đằng này mới nuôi. Còn riêng của ổng là 10 mấy ngàn. Riêng của ổng là 10 mấy ngàn. 10 mấy ngàn. Đây, trứng vịt này.